Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong phiên họp thường vụ Quốc hội về luật giáo dục sửa đổi ngày hôm qua đã phải thốt lên: "Học sinh hiện nay học quá khổ sở." Để bàn về chuyện quá tải trong chương trình học phổ thông hiện nay, có lẽ chưa bao giờ học sinh phổ thông trong các trường học ở Việt Nam lại nhiều áp lực đến thế. Học cả chiều cả sáng, vừa tan học lại hối hả cùng cha mẹ đến các lớp học thêm không hiếm cảnh những đứa trẻ nhỏ thó với chiếc ba lô to sủ sụ trên vai ngủ ngặt nghẹo trên lưng cha mẹ trong giờ tan tầm để tiếp tục tới nhà cô luyện chữ, luyện toán. Chứng kiến những cảnh đó, không ít người cho rằng chính tâm lý ganh đua chuộng thành tích của cha mẹ học sinh là nguyên nhân khiến cho gánh nặng học hành của con trẻ ngày một đè nặng. Nhưng vấn đề lại không chỉ nằm ở đó. Năm nào cũng thế, nhiều năm rồi, cứ thành lệ. Sau năm học mới được một tuần, các trường phổ thông lại rầm rập với kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm mà không chỉ văn và toán ngoại ngữ lịch sử tất tần tật đều đem ra khảo sát mà lạ là hầu hết các kết quả khảo sát của học sinh đều thấp hơn nhiều so với kết quả cao chất ngất của kỳ kiểm tra cuối năm học trước dù chỉ cách đó có vài tháng nếu ai tinh ý sẽ thấy cách đây mấy chục năm những kỳ thi như vậy chưa hề có không biết từ bao giờ, kỳ thi khảo sát đầu năm với điểm số thấp đã gắn liền với các lớp học thêm dành cho những bậc phụ huynh quá lo lắng với kết quả không như ý đầu năm của con em mình và rồi tự nguyện viết đơn xin học các lớp bổ trợ. Mảnh đất màu mỡ cho dạy thêm học thêm cũng bắt nguồn từ đó. Nói gần nói xa, đó không phải là sự tự nguyện đơn thuần mà là sự tự nguyện cưỡng bức. Khi phụ huynh học sinh đã không đủ can đảm để giảm tải cho con em mình vẫn tặc lưỡi cho con học thêm cho yên chuyện. Khi nhà trường vẫn làm ngơ cho những bài kiểm tra chỉ dành cho học sinh lớp phụ đạo, thì dạy thêm học thêm vẫn có đất tồn tại. Những em học kém có nhu cầu phụ đạo đã đành. Với học sinh có trình độ khá giỏi, học thêm cưỡng bức khiến cho việc học hành thêm quá tải. Trẻ chán nản học hành và dần già mất đi khả năng tự học của trẻ. Với một nền giáo dục nói chung, việc đánh mất đi khả năng tự học của trẻ là một vấn đề đáng báo động nó tạo ra những thế hệ học sinh dập khuôn, máy móc, thiếu sáng tạo và độc lập trong suy nghĩ. Còn nhớ cũng tầm này năm ngoái, sự kiện 160 học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Lê Lợi ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai cùng ký đơn phản đối nhà trường dạy tăng tiết có thu tiền. Cho thấy dư luận đã quyết liệt hơn với những lớp học tự nguyện cưỡng bức ở một số địa phương hiện nay. Những tiết học thêm vào giờ chính khóa được các trường lập lờ đánh lận con đen đưa vào thời khóa biểu chính khóa, khoác dưới vỏ bọc mục tiêu là hạn chế dạy thêm học thêm. Là phụ huynh, không ai tiếc tiền chi trả cho việc học của con em mình, kể cả bán trâu bò ruộng vườn nếu như việc đó thực sự cần. Xong cũng việc đó nếu đưa vào tình trạng cưỡng bức thì vấn đề khác hẳn, mà để kéo dài sẽ là phản giáo dục. Cải cách không ở đâu xa, cần cải cách ngay để cho học sinh được tự nguyện nhận kiến thức, thay vì phải nhận một cách cưỡng bức